Vì sao thành công ngoạn mục của Tô Lâm là do bàn tay của Bắc Kinh dựng nền? Sau một thời gian dài sóng gió với những bất ổn chưa từng thấy trên thượng tầng của Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ cuối năm 2023, Bộ trưởng Tô Lâm nhân danh chống tham nhũng đã đánh gục ba nhân vật quyền lực hàng đầu của Đảng và đều là những nhân vật thân cận với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, phe cánh của ông Tổng Trọng với đa số có sự ủng hộ từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như Ban Chấp hành Trung ương, sau Hội nghị Trung ương 9 đã tỏ ra kiểm soát được tình hình. Cựu Bộ trưởng Bộ Công an bị ép buộc phải ngồi vào ghế Chủ tịch nước hữu danh vô thực và bị truất quyền Bộ trưởng Công an ngay lập tức. Quyền này được trao cho một Thứ trưởng Công an không ăn cánh với ông. Nhưng bất ngờ, vào ngày 6 tháng 6, Tô Chủ tịch đã tạo nên một cú lội ngược dòng đầy ngoạn mục. Ông đã thành công trong việc đưa một đàn em thân cận, đồng thời là đồng hương Hương Yên, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an, đã được Quốc hội đồng thuận cao để trở thành Bộ trưởng Bộ Công an. Đây là một điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là từ năm 1975 cho đến nay. Điều này đã phá vỡ mọi quy định mang tính truyền thống của Đảng, đó là nhân sự Bộ trưởng Bộ Công an bắt buộc phải là Ủy viên Bộ Chính trị, ít nhất một nhiệm kỳ 5 năm. Trong khi ông Lương Tam Quang mới là Ủy viên Trung ương Đảng được hơn 3 năm, còn chưa đủ điều kiện để xét xử, xét duyệt vào Bộ Chính trị. Trước đó, chưa đầy một tháng, Ban Chấp hành Trung ương vừa bổ sung thêm 4 ủy viên Bộ Chính trị, nhưng không có ông Lương Tam Quang. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở đó, chỉ sau 4 ngày nhậm chức Bộ trưởng, Thượng tướng Lương Tam Quang đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương. Như vậy, lại xuất hiện thêm một nghịch lý, đó là tướng Quang trở thành thủ trưởng cấp trên của Tổng Trọng và Thủ tướng Phạm Minh Chính, vốn là các ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, đều là dân gian gọi là sinh con rồi mới sinh cha. Trong cuộc tiếp Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba tại Hà Nội ngày 11 tháng 6, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại của Việt Nam. Theo giới quan sát, việc đại sứ Trung Quốc Hùng Ba là vị đại sứ nước ngoài đầu tiên ở Việt Nam chủ động đến chào và chúc mừng ông Tô Lâm trở thành chủ tịch nước là điều hết sức bất thường. Điều này cho thấy ít nhất về mặt bề nổi, nhà nước Việt Nam với vai trò nguyên thủ quốc gia của chủ tịch Tô Lâm đã có biểu hiện thuần phục Bắc Kinh tuyệt đối và vô điều kiện. Được biết, đại sứ Hùng Ba đã từng là đại sứ Trung Quốc tại Campuchia từ năm 2016 đến năm 2018. Nhà báo Trúc Phương tiết lộ tiếp như sau. Với sự dẫn dắt của Hùng Ba, Campuchia đã đi sâu vào quỹ đạo của Trung Quốc. Thủ tướng Hun Sen đã thắt chặt kiểm soát an ninh nội chính, báo chí tự do bị xóa sổ. Những gương mặt chính trị ra đối lập bị triệt hạ không nương tay và kinh tế Campuchia lệ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc. Điều này hoàn toàn phù hợp với những đánh giá về Tô Lâm, đó là những người như Tô Lâm đặt sự sống còn của chế độ cao hơn vận mệnh tương lai quốc gia, sẽ ưu tiên cho sự tồn tại của Đảng hơn là sự phát triển kinh tế. Đồng thời, chế độ công an trị do Tô Lâm thiết lập đã và đang sẵn sàng hy sinh tăng trưởng kinh tế quốc gia để kiểm soát chính trị chặt hơn. Đây là điều phù hợp với mong muốn của ban lãnh đạo Trung Nam Hải đối với chư hầu Việt Nam. Những sự bất thường vừa kể càng cho thấy không có chuyện ông Tô Lâm trỗi dậy hay lội nước ngược dòng như người ta lầm tưởng, mà chắc chắn đây là kết quả đạt được với sự đồng thuận cao từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đặc biệt là các tướng lĩnh cấp cao của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Kết quả này có được do phải chịu một sức ép vô cùng lớn từ bên ngoài, rất có thể từ ban lãnh đạo Bắc Kinh. Cũng xin nhắc lại giáo sư Thayen từ Úc, ông Tô Lâm là một ứng viên gây chia rẽ trong đảng, ông nói. Ông không nhận được sự ủng hộ cao của giới lãnh đạo cấp cao của Quốc hội Việt Nam, bằng chứng là trong cuộc bỏ phiếu với 44 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn vào năm 2023. Ông Tô Lâm có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất trong số 6 ủy viên Bộ Chính trị được lấy phiếu tín nhiệm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao thành công ngoạn mục của Tô Lâm lại là bàn tay của Bắc Kinh sắp đặt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Vì sao Putin đến Hà Nội
sẽ giải tỏa nghi vấn về quyền lực và sức khỏe của Tổng Trọng. Trung tuần tháng 5 năm 2024, truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ sớm tới thăm Việt Nam. Tuy nhiên, ngay sau đó các hãng tin quốc tế đưa tin chuyến thăm dự kiến của Tổng thống Nga có thể sẽ không thành hiện thực với lý do Việt Nam chuẩn bị bầu tân chủ tịch nước. Mới nhất vào ngày 10 tháng 6, tờ báo của Nga đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tới thăm Việt Nam và Bắc Hàn vào tuần tới đây. Trong khi một hãng tin quốc tế đưa tin với sự dè dặt hơn khi cho biết, một nguồn tin cho hay trong chuyến thăm Việt Nam của Putin dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 20 tháng 6, nhưng vẫn chưa ấn định cụ thể. Từ trước chuyến thăm Bắc Kinh của ông Putin trong các ngày 16 và 17 tháng 5, đã có những thông tin về khả năng ông sẽ thăm Việt Nam sau đó. Thậm chí Hà Nội từng hoãn cuộc họp với quan chức hàng đầu của Liên minh châu Âu, vốn đã được liên lịch vào hai ngày 13 và 14 tháng 5, để chuẩn bị cho khả năng ông Putin thăm Việt Nam. Thực tế, chuyến thăm dự kiến của ông Putin vào trung tuần tháng 5 năm 2024 đã không thành hiện thực, bởi tình hình bất ổn chính trị ở thượng tầng lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi đó, Việt Nam vẫn chưa có chủ tịch nước và chủ tịch quốc hội, đồng thời đang trải qua một thời kỳ xáo trộn chưa từng thấy đối với giới chức lãnh đạo cấp cao nhất. Đến nay, Việt Nam đã dần dần ổn định và bộ máy tứ trụ đã bầu bán xong. Một hãng tin quốc tế dẫn lời một quan chức Việt Nam nói rằng tuy ngày thăm đã được thống nhất nhưng chương trình nghị sự vẫn đang được thảo luận. Các vấn đề liên quan đến năng lượng, hợp tác quân sự, giải quyết vấn đề thanh toán và một thỏa thuận trong lĩnh vực giáo dục dự kiến sẽ nằm trong chương trình nghị sự trong chuyến thăm này của ông Putin. Đáng chú ý, đài BBC vào ngày 15 tháng 5 tiết lộ, theo tiến sĩ Lan Stoyer, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chính trị Đông Nam Á, có trụ sở tại Singapore đã nhận định rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang không có sức khỏe tốt và có lẽ không thể gặp ông Putin. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 9 khóa 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 16 đến 18 tháng 5, người ta vẫn thấy ông Trọng xuất hiện để điều hành hội nghị quan trọng này. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, Tổng Trọng lại tiếp tục biến mất một cách bí ẩn. Giữa lúc có những đồn đoán cho rằng ông Trọng đang ở trong tình trạng sức khỏe rất xấu. Vào trung tuần tháng 9 năm 2023, trong chuyến thăm cấp cao của Tổng thống Hoa Kỳ Biden đến Hà Nội, Việt Nam và Hoa Kỳ đã ký kết nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện. Vào thời điểm đó, ông Trọng nổi lên như một lãnh đạo kiểm soát toàn bộ vấn đề đối nội và đối ngoại của nhà nước Việt Nam. Vẫn theo giới quan sát, Tổng Trọng là người lên kế hoạch chủ trì lễ đón chính thức cũng như hội đàm và thảo luận trực tiếp với Tổng thống Mỹ tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi đó, bộ ba trong tứ trụ là Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng chỉ là những cái bóng mờ nhạt sau lưng ông Trọng. Đó là lý do vì sao giới quan sát trong nước cũng như quốc tế đã và đang tỏ ra hồi hộp, trông chờ sự xuất hiện của Tổng Trọng, người nắm giữ quyền lực cao nhất trên danh nghĩa của Việt Nam. Và liệu ông Trọng có tham gia đón tiếp Tổng thống Nga Putin được hay không? Sự kiện này hết sức quan trọng để có thể khẳng định chính thức về vai trò quyền lực cũng như sức khỏe của ông Trọng hiện nay là như thế nào. Hơn nữa, ông Trọng được cho là tác giả của cái gọi là chính sách ngoại giao cây tre của nhà nước Việt Nam, thì đây là một thứ phép thử đối với Chủ tịch nước Tô Lâm. Sau khi ông Tô Lâm nhậm chức Chủ tịch nước vào ngày 22 tháng 5, ông Putin là một trong những vị nguyên thủ quốc gia đầu tiên gửi điện và thư chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm. Và trong những ngày tiếp theo cũng chỉ có một vài quốc gia độc tài chúc mừng ông như Trung Quốc, Cuba, Bắc Triều Tiên, Lào, Campuchia. Trong khi đó, Việt Nam cũng nằm trong số quốc gia bao gồm Bắc Hàn, Trung Quốc có lãnh đạo nhiệt liệt chúc mừng ông Putin tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 5 Tổng thống Nga trong cuộc bầu cử bị phương Tây chỉ trích là giả hiệu. Hiện nay, ông Putin đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế ICC phát lệnh truy nã vào tháng 3 năm 2023 vì liên quan đến các tội ác chiến tranh tại Ukraine. Việt Nam hiện không phải là thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế này, nên Tổng thống Nga Putin sẽ không bị bắt tại Việt Nam theo lệnh truy nã của ICC. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao Putin đến Hà Nội sẽ giải tỏa nghi vấn về sức khỏe và quyền lực của Tổng Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de
để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de